Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game là Quái vật xâm lược Octopus Fury, hay còn có tên gọi tiếng Anh là Monster Invasion Octopus Fury nhé bạn. Thì cái link tải của cái tựa game này mình sẽ để dưới phần mô tả, các bạn có thể vào đó để tải về. Hiện tại tựa game này nó chưa hỗ trợ tiếng Việt nha các bạn. Có hỗ trợ tiếng Việt nha các bạn. Mà sao mấy chỗ này thì nó chưa có hỗ trợ Việt hóa nha bạn. Bây giờ thì mình đang đi tăng cho mình những cái chỉ số đó các bạn. Còn đây là ngân hàng dữ liệu quen nha bạn. Các bạn có thể đổi đây. Còn đây là cửa hàng các bạn. Đến xem này là gì nha bạn. À thì ra cái này là nó quay dòng gì hả các bạn, hay dòng gì để tấn công nữa các bạn. Sau khi bạn tấn công thì các bạn có thể lựa chọn, khi bạn tấn công thì sẽ nhận được kinh nghiệm nha bạn. Khi bạn nhận được kinh nghiệm thì bạn sẽ được lên cấp, và khi lên cấp thì bạn có thể lựa chọn một trong ba cái lựa chọn như này nha bạn. Ví dụ như của mình là bánh răng nha bạn, đây là tần suất tấn công của vũ khí cận chiến của 3%. Thứ hai là cá mập, tấn công nhanh ở cự ly gần, khi tấn công 50, hàng lần tấn công nhanh ở khoảng cách ngắn một lần tấn công 10. Hiện chọn là cá mập đi các bạn. Thì mình sẽ chọn là bánh răng nhé bạn. Và các bạn có thể điều chỉnh vị trí ở đây nữa bạn. Tấn công ngoài nhận được kinh nghiệm thì còn nhận được vàng và kim cương nữa nha các bạn. Thì sẽ có nhiều cái loại tàu ngầm khác nhau. Đây các bạn, tới con boss. Khi bạn vượt qua một khoảng thời gian thì các bạn sẽ tới được con boss nha các bạn. Thì sẽ có nhiều ải cho bạn lựa chọn nha bạn. Còn bên đây nếu này chưa chơi được hay sao bạn. Vũ khí mới nữa nè bạn, mình sẽ chọn hàng lần nha bạn.
Giờ đây là một cái tựa game về có đồ họa và đồ họa 2D và giao diện màn hình nha các bạn. Thì kèm theo đó nữa là cái phần âm thanh của cái tựa game này các bạn. Thì cũng được đầu tư khá là kỹ lưỡng các bạn. Nhưng mà các bạn có thể xem được những cái bản nhạc nền khá là hay. Nhưng mà cái này thì nó chưa có hiệu ứng hình đặc nha các bạn. Là những cái hiệu ứng như hiệu ứng tấn công, hiệu ứng nghe kêu thì chưa có. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những cái nhiệm vụ cho các bạn làm. Và các bạn có thể nâng cấp gen cho nó nữa nha các bạn. Thì bên đây thì nếu nó chưa mở ra, chưa chơi được này.